Xin chào cô bác chị bạn. Trước tiên Sơn cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe giàu năng. Thì hôm nay Sơn làm cái món bò sốt hàu. Đây, mình mua được mớ thịt đùi bò sắc miếng miếng. Bò mình sắc sơ ngang cho nó mềm. Đây mua được ít hàu. Đây là nước cốt me. Khi mình nấu lên mình lấy loại bỏ phần hột, lấy nước cốt. Ít trứng hột gà thái dương. Đây thì có miếng dầu mè, tương xí mùi và tương ớt, tương cà, dầu hào, nước tương, bơ, dầu điều, như là đường bột ngọt rồi bình thường. Đây mình ăn kèm có đậu bắp, nấm tuyết và hành. Thì mình ốp thịt bò cho nó thấm cho nó ngon. Dầu mè, chút hạt nêm, tiêu xay, nước tương, ngọt, mình làm cái sốt bột ớt, bột ngọt, đường, chua ngọt, mặn, nước tương, hạt nêm, đậu hào, hương xí mũi. Tương ớt, tương cà đầy luôn, trong này dầu ăn với dầu màu điều. Rồi nó lên mùi rất là thơm luôn. Mình làm cái sốt nước nhiều vậy là lý do là bánh mì thì chấm nó hao nước. Thế này nó dễ được rồi, nó kẹo nó sọt như thế này được rồi. Bơ vô đây. Bơ tan ra. Rồi miếng hành kiếm ấy thổi vô. Nó thơm luôn. Chào ông bà cô bác anh chị và các bạn. Chào bà cô bác chị các bạn. Thì hôm nay anh em thi thử ăn cái món bò sốt hàu bữa ha. Mình chuẩn bị hai chảo luôn, rất là hấp dẫn luôn. Dưới đây một người là bảy ổ mì. Kéo mì vô em. Xéo vô em đi rồi để ngang bánh mì để ngang không? Để ngang thì dễ ăn đúng rồi. Đó. Hay là không ấy là bỏ mì ra ngoài đi. Bỏ mì ra ngoài đi dễ ăn. Bỏ mì ra ngoài luôn đi. Dễ ăn hơn ạ. Đó. Cái này mình ăn
Cần lửa vô ghi phút chút xíu. Bớt lửa đi. Phục cái thằng ơi. Rồi, được chưa? Vậy luôn ha. Đó, cho nó gọn gọn lại. Cần lửa lên nuôi. Bớt lửa lên thằng ơi. Nóng em. Đây có một giá để hồi cái gì hỗ trợ cho. Lâm thể bất an nhìn cái chảo. Bôi luôn. Lông thởi. Nghe muốn làm mệt luôn, vừa bôi lông thởi luôn. Làm vị vua chúa lông thởi. Chân đất mà lông thởi. Xem miếng anh ba, cảm ơn anh ba nha. Đó vậy, mới đó anh ba được lặng chờ. Đây, nhưng mà bữa ha. Bây giờ hai anh em hôm nay á là mình để thời gian để nóng, để thời gian cho dài. Hai anh em chụp 30 phút. Hết trước có 1 triệu, hết sau có 2 xị. 30 phút tức là 30 phút 59 giây vẫn còn thưởng. Còn bút qua 31 giây 31 phút là thôi nha. Hiểu hết không? À, Sơn đại diện hai anh em mà tổng mời cô bác chỉ bạn dùng bánh mì bò sốt hào với lại ba hai anh em của mình. Xin mời. Rồi, hai anh em cứ ăn đi, mình chăn nha. Mình chăm sóc cho. Rồi, cái xôi lên đây, cái xôi lên đây. Dần lửa lớn hết đi, chứ nó xôi mà. Rồi, cho thêm miếng nước nè. Miếng sốt nè, nó ngon. Tại vì số lượng mình ăn bánh mì nhiều, nó ra mình sẽ sốt nhiều. Cái sốt thì mình đâu có tính, sợ hồi thiếu em. Tại bánh mì nhiều đó. Em khỏi nhìn anh. Thương em bút cho hết anh Tu. Rồi bớt lửa nha, ba mềm quá. Ủa, chín quá bò nó. Có trong gà, có trong đó hồng gà với hào đó, cho soi soi chút đi. Anh cho soi chút đi. À, bây giờ anh mới vô anh ăn thì anh ăn hộp gà thịt bò trước. Tại vì cái hộp gà đó là nó còn sống, nó còn trắng, nó sẽ tanh đó. Hào cũng vậy, mới vô ăn thịt bò trước đi. Chờ một chút nha, khoan nha. Thịt bò với nấm ăn trước. Chín chín bột nó ngon quá trời. Diện hai thì ăn sống sống quen, nên chín chín chút. Rồi. Ăn cái này là bảo đảm tối về ngủ khỏi đội nón luôn. Hào sữa nè, và trứng gà mà trứng gà vườn nữa, là nấm tiết, nấm kim châm nữa, hai ba loại nấm. Ăn cái này xong rồi chạy nhà chùm màn coi. Anh muốn bớt lửa phải không? À, tắt đi, cái của anh ăn sống sống thì nó mới bỏ. Rồi thì anh. Rồi thằng sau em sao rồi? Thôi phải không? À, Sơn có thể là mình để này xuống luôn được không? Ờ muốn bỏ xuống anh bỏ rồi. Rồi. Đâu còn sao biết. Đúng rồi. Rồi muốn bỏ ra bỏ cho anh ba lấy cái bút gai rồi mẹ anh ba. Đây lấy cho. Đấy. Sao nó quá nóng vậy ta? Ngay đầu óc và trai bảo là tinh thần làm lúng túng quá trời. Hôm nay cái món này phải lưu bu. Anh bây giờ hôm nay là quy định có bao nhiêu nước nha, không có thêm nước thêm gì nữa hết á. Xả cái cần móc cho em. Đây. Hôm nay là quy định là có chỉ có được nhiêu nước, ăn đồ này rất là bổ, nước nhiều quá nó lỏng, không có còn bổ nữa. Nè, rồi chưa? Anh Đúc anh làm thấy ấy kìa. Rồi chưa? Rồi. Thiên ăn. Làm gì làm đó rồi. Làm gì làm không? 1, 2, 3. Hào cũng bổ và bò cũng bổ, trứng gà vườn cũng bổ. Tới luôn á. Nấm tiết thì nấm kim châm thì nó ngọt, cộng với phun cộng với lại bơ vô thơm béo. Xong rồi ok, cũng có chỗ mà có gì chịu, còn thứ hàng sống của mình ăn cái bổ quá không có chỗ chịu nữa. Cố lên em. Anh nói vậy nói ăn đi được nhăn, sống mình nói sao đâu.
Lấy lấy giùm ra lũa. Tao chơi rồi. Lấy giùm nó lũa em ơi. Ừ. Anh Hồng cũng phải gấp à. Ủa, còn cái dao vô. Dạ. Anh khăn tiếng cả nửa tháng nay nè. Thì chiến phu đi Hùng xuống bây giờ tắt tiếng luôn bây giờ nè. Nuốt quá nuốt mà vui, 1-2-3 vô, 1-2-3 vô, tắt tiếng luôn. Hát. Ừ. Không phải hát, gống. Người ta ca sĩ, người ta hát hò. Còn mình dân giả, dân chân đất, gống. À, đây cho ngươi à. Tâm nha.
em ăn nhanh thiệt. Mình tính bánh mì ăn chậm mà ăn rất nhanh. Hết cái phần thi này nè, mình nghĩ chắc tầm 15 phút, bữa nay mình hớ nặng, đợi tới 30 phút. Ăn xong chắc tầm 15 phút. Nghe chị Hoàng, em có nghe tín hiệu chưa không em? Trong hỏi qua. Không phải xong rồi hết rồi. Thôi em ơi, đi gọi luôn, uống lộn thuốc rồi, mất 14 phút mười mấy giây vậy xong rồi, thứ hạt còn hơi nhiều. Sao anh Duy, ăn cái món cảm nhận cái món này nó sao Duy? Còn quá. Còn hả? Cái cảm nhận là nó ăn nó sao nó lạ,
Nói chung là từ nhỏ lớn chưa ăn lần nào là ngon. Nó chua ngọt khá là cái gì sao? Chua có, ngọt có, béo có, cay có. Béo có rồi cái hàu sữa nó ra. Ngon. Ngon anh. Rồi ngon khoảng tưởng của anh. Có cay cay ớt vô ngon ha. Nhất là cái nồng nồng cái độ ớt á. Mấy anh em ở đây cũng cảm ơn cô bác chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và năng chào lại, bye bye.